phiên bản dẫn động 4 bánh của Mazda CX-30 có giá gần 950 triệu đồng. Phiên bản bổ sung tại Malaysia có tên gọi Mazda CX-30 2022 0G2 AVKD có giá 176.059 ringgit, tương đương 947 triệu đồng. Chỉ vài tháng sau khi Mazda CX-30 2020 ra mắt lần đầu tiên tại Malaysia, mới đây nhà phân phối Wapas Motor đã giới thiệu bổ sung một biến thể dẫn động 4 bánh toàn thời gian và các tính năng bổ sung. Dưới nắp capo, Mazda CX-30 AVKD20G sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên Skyactiv-G 2.0 lít, công suất 162 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và sức kéo 213 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Hệ động lực của xe được truyền vào hộp số tự động 6 cấp, kết nối với hệ thống dẫn động 4 bánh eActiv, trong khi 3 biến thể khác của CX-30 đều dẫn động bánh trước. Tất cả các biến thể đều đi kèm với công nghệ tạm ngắt máy của Mazda. Mazda CX-30 AVKD20G trang bị vành hợp kim 18 inch. Về trang bị, 20G2 AVKD lắp vành hợp kim 18 inch, đèn pha và đèn hậu LED, khởi động không cần chìa khóa và nút bấm để nổ, gạt nước tự động, trợ lực mở cửa hậu, 10 cảm biến đỗ xe 4 phía trước và 6 phía sau, và camera lùi, phanh đỗ xe điện tử có chức năng giữ tự động. Nội thất ghế bọc da màu đen, ghế lái điều khiển 10 hướng có chức năng nhớ, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect 8,8 inch. Màn hình quản lý vận hành của người lái xe rộng 7 inch hiển thị kỹ thuật số, điều hòa hai vùng độc lập và thông gió phía sau. Mazda CX-30 AVKD20G có 6 cảm biến đỗ xe phía sau. Về mặt an toàn và hỗ trợ người lái, 7 túi khí được gắn trong xe cùng với các hệ thống kiểm soát phổ dụng như ABS, DSC, EBD, EBR, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, neo ghế trẻ em và cảnh báo thắt dây an toàn cho tất cả các ghế. Phiên bản 20G2 AVKD còn xuất hiện chức năng hỗ trợ lực kéo trên đường để tối đa hóa lực kéo trên các bề mặt trơn trượt. Mazda CX-30 AVKD20G có chức năng nhớ ghế lái. Các trang bị hỗ trợ quan sát gồm hệ thống đèn pha trước thích ứng, kiểm soát độ cao chùm sáng, giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo chú ý lái xe, hỗ trợ phanh thông minh trước và sau. Phanh tay điện tử, phanh dừng tự động auto hold cũng được trang bị trên Mazda CX-30 AVKD20G. Số lượng màu được tùy chọn cho biến thể mới là 8 màu. Tất cả các mẫu CX-30 đều được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km theo chính sách chung của Mazda tại Malaysia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.